chào mọi người nha. Thì hôm nay khách hàng bên mình là đến tái khám ngực sau 1 tháng nha. Đây là bé khách hot girl. Đây. Đợi mọi người vào đông đông thì mình sẽ trò chuyện với khách một chút xíu ha. Mọi người ơi, mọi người có câu hỏi hay thắc mắc gì thì cứ comment thẳng vào cái livestream này, mình sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn luôn nha. Đẹp quá, nhỏ xinh, cảm ơn chị Vân nha. Đây rồi, hôm nay mình sẽ trò chuyện với bé khách này nha. Chị chào em nha. Thì hôm nay là mình đến tái khám ngực sau 1 tháng đúng không em? Tại vì bây giờ là có rất là nhiều người đang coi. Size bao nhiêu vậy chị ơi? Thì bé khách bên mình là làm ngực là size 340 và 320cc. Tại vì tình trạng ngực ban đầu của bé khách là khách đã ngực bên to bên nhỏ sẵn rồi đúng không em? Thì khách bên mình là bé này chỉ mới 17 tuổi thôi. Đó, ngực nè, cực kỳ đẹp luôn nha. Xin chào 41 người đang xem nha. Các bạn có thắc mắc hay muốn tư vấn gì thì cứ comment trực tiếp tại cái livestream này thì mình sẽ tư vấn cho mọi người nha. Đó, bé khách cực kỳ xinh đẹp luôn. Em có thể chia sẻ cái cảm nhận của em á khi mà làm, trong quá trình em làm ngực tới làm ngực xong rồi á, để cho mọi người biết là có đau hay không, hay là có khó chịu như thế nào hay không, chia sẻ cho các bạn cùng biết ha. Là bé khách bên mình là làm ngực xong là đi cắt chỉ nè, đi spa chơi luôn, rất là tự tin đi chơi với bộ ngực đẹp ha. Thì ngực hôm nay là được sau 1 tháng rồi đúng không em? Thì em có thấy là ngực của mình mềm không hay là còn cứng? Bé khách bên mình là đặt túi nano không chip nha các bạn, là bên mình đặt túi là không cần phải massage nhiều và ngực là mềm mại hẳn luôn. Thì là sau khi mà làm cái dịch vụ nâng ngực bên mình xong rồi á, thì bé khách là có nhu cầu là muốn làm thêm mũi và mí nữa đúng không em, và chuẩn bị ra qua bên mình làm răng nữa nè. Đó, xin chào 46 người đang xem nha. Các bạn có nhu cầu làm đẹp thì cứ nói trực tiếp cho mình hoặc là comment tại cái livestream này, mình sẽ tư vấn cho mọi người ha. Thì bên mình làm là tại bệnh viện 5 sao, được xét nghiệm đầy đủ. Đó, cho nên các bạn yên tâm ha, không phải lo về cái vấn đề mà có xét nghiệm kỹ hay không, và sợ là mình có bệnh gì hoặc là chưa đủ tuổi, bé khách của mình chưa đủ tuổi nhưng mà có người nhà đi theo ký bảo lãnh thì bên mình vẫn cho khách làm luôn nha. Đó, ngực nè, form ngực rất là đẹp luôn nha, nhìn ngang nè. Thì ngực ban đầu làm thì nó sẽ hơi đơ một chút xíu, nhưng mà sau 1 tháng nè, đã có một cái độ lài nhẹ rồi nè. Đó, ngực cực kỳ đẹp luôn nha mọi người nha. Form ngực này nhìn góc nghiêng nè. Các bạn có nhu cầu hay thắc mắc gì thì cứ inbox cho mình ha, mình sẽ tư vấn kỹ hơn. Bạn nào ngại thì cứ inbox cho mình, còn có thắc mắc gì thì cứ comment trực tiếp vào cái livestream này luôn nha. Đó, bé khách rất là xinh đẹp luôn. Thì bé khách có chia sẻ với mình đó là sau khi làm ngực xong thì là bé tự tin hơn hẳn đúng không em? Bận đồ nè, đi chơi hay đi làm gì công việc của mình cũng thuận lợi hơn. Mặt đời sexy tự tin hơn ha. Thì mình cũng có lưu ý cho những khách hàng mà làm ngực bên mình thì khi mà các bạn làm ngực xong thì các bạn nên mặc áo định hình trong vòng 1 tháng để giữ cái form ngực của mình đẹp. Và sau khi mà làm xong rồi sau 1 tháng thì các bạn nên mua những cái áo ngực hoặc mà những cái áo bra mà không mút không gọng để mình mặc, để mình giữ được cái form ngực của mình đẹp hơn. Khi nào mà các bạn muốn mà đi tiệc đi tùng thì các bạn có thể mở áo định hình ra thì nó sẽ sexy hơn, còn nếu mà các bạn thả rong nhiều quá thì nó sẽ dễ bị sệ nha. Xin chào chị Huỳnh Ngọc Hạnh nha. Chị ơi, muốn làm ngực size 400 được không chị? Trời ơi, ngực chị Hạnh to vậy còn muốn làm ngực size 400 nữa hả? Chị Hạnh là một khách hàng của bên mình luôn nha. Ngực chị Hạnh cũng rất là đẹp, rất là sexy luôn.
Xin chào Hà Lê nha, inbox mình với bạn Ngọc ơi. Ok bạn Hà Lê nha, bạn cứ inbox trực tiếp vào Facebook cho mình thì mình sẽ tư vấn cho bạn nha. Độ lo cho bạn thật là đẹp luôn, rất là sexy giống bạn này nè. Đó, thì hiện tại là bên mình đang có rất là nhiều ưu đãi khuyến mãi giảm giá. Thì cho những bạn nào mà đăng ký đặt cọc trước thì trong tháng này là bên mình đang có chương trình là tặng một cái áo định hình cho khách đặt ngực nano chip hoặc là nano chip Euronomic nha. Cái dòng nano chip Euronomic thì nó sẽ siêu mềm mại luôn, mềm như ngực thật của các bạn vậy đó. Còn cái dòng bà bé khách mình đặt đây là túi nano không chip thường thôi, nhưng mà ngực đặt nano không chip thường thì độ nhô cũng rất là cao và rất là mềm, tùy theo điều kiện kinh tế của các bạn mà các bạn đặt ha. Đó, đây này, lúc nào cũng đẹp, mình quay mọi lúc cho mọi người xem luôn đó nè. Bên mình tạo nâng ngực, tạo dáng E-line ha. Đó, cái form ngực này. Gì cứ comment vào đây hoặc là inbox trực tiếp thì rất cho mình sẽ tư vấn cho các bạn nhiều hơn ha. Thì hôm nay là được xong một tháng rồi, là bé khách của mình là sẽ ăn uống thoải mái rồi đúng không em, không cần phải kiêng cữ gì nữa. Thì em nhớ là chị là mình phải bận áo ngực không muốn không ngọng nha, không thả rong nhiều, trừ khi mà em đi tiệc đi sinh nhật thì mới thả rong thôi. Đó, bạn nào mà có nhu cầu hay là muốn có một bộ ngực đẹp như vậy nè thì cứ inbox trực tiếp vào Facebook cho mình ha, thì mình sẽ tư vấn cho các bạn kỹ hơn. Thì làm ngực bên mình thì làm tại bệnh viện 5 sao cao cấp nha, có phòng riêng cho khách luôn và có y tá chăm cho các bạn là 24/7 luôn nha, có y tá chăm luôn, các bạn không cần phải theo người nhà gì hết, y tá sẽ chăm các bạn trong một đêm đó luôn và hỗ trợ cho các bạn thuốc uống trong vòng 7 ngày, các bạn không phải mua thuốc ha. Thì hiện tại là bạn nào muốn có cái giữ được cái chương trình giảm giá hoặc là muốn được tặng cái áo định hình á thì cứ inbox cho mình sẽ tư vấn và đăng ký đặt cọc trước thì mình sẽ giữ giá khuyến mãi cho các bạn ha. Đó, bây giờ mình sẽ quay lại một góc lần nữa cho bạn xem nha. Đây nè, góc nào cũng đẹp hết nha. Đó, góc cực kỳ xinh đẹp luôn nha, đó, góc thẳng nè. Rồi, chị cảm ơn em nhiều nha. Thì chị chúc em lúc nào cũng luôn vui vẻ và thành công trong công việc của mình ha. Rồi, thì ví dụ như nữa có bạn bè thì nhớ giới thiệu cho chị nha. Rồi thì chuẩn bị là bé khách bên mình là chuẩn bị là làm mũi, làm mí và làm răng nữa đó. Thì khi nào mà có kết quả rồi thì mình sẽ livestream cho mọi người xem cùng lúc luôn. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha.